Không biết nói gì. Cái đầu tiên tôi bước vô phòng tranh này đó, tôi thấy cái phòng tranh nhỏ nhưng mà tự nhiên mình thấy có một cái dễ thương gì rất rất thân mật, gặp lại bao nhiêu bạn bè xưa, rồi bây giờ lại cái quý nữa là tôi gặp được những cái bức tranh cái loại mà đào hải triều vẽ như vậy, thì trước tiên là tôi thấy lạ. Mà cái sự vẽ bức tranh mà lạ mà không phải dễ, vì mấy ngàn năm trước người ta vẽ hết rồi, bây giờ mình có làm gì cũng không có lạ thôi. Nhưng mà cái cảm giác tôi đó thì tôi nhìn cái này tôi thấy lạ và thấy phù hợp, thì cái đó là cái thành công của Triều. Và rất cảm động là thấy ông làm việc không biết mệt, ông chỉ có một trái tim, còn tôi giờ có hai trái, bởi vì đã đi bổ rồi để thêm cái cục pin trong này, nó có thêm một cái tim nữa, thì thấy vẽ không phải người có một cái tim. Thành thật quan hô cái tinh thần làm việc của đại triều, đại triều là chúng ta đứng đây.